Đây là cái cách Thùy Dương ươm hạt giống này cả nhà. Đó, Thùy Dương ươm hạt giống ở trong cái lồng ấp trứng. Rất là tiện lợi và nhanh nảy mầm nha cả nhà. Đây là cái nhiệt độ. Nhiệt độ là hiện giờ là 79 độ F. Là ở trong cái lồng ấp trứng này Thùy Dương xét á là từ 79 tới ta 85 á, 85 độ á, là để cho cây dễ nảy mầm nha. Giờ Thùy Dương mở cái lồng này ra cho cả nhà xem coi là cái lồng ấp trứng của Thùy Dương nó như thế nào nha. Đây, đây là cái lồng ấp trứng của Thùy Dương. Thùy Dương đang là gieo hạt giống. Thì trong này Thùy Dương đã gieo những hạt giống giống như là bí siêu đọt nè. Đó, nay nó cũng nảy mầm rồi nè. Rồi hạt đậu rồng nè. Rồi hạt bí nè. Đó, Thùy Dương để đây. Nay mới bỏ có mấy ngày, 3 ngày mà nảy mầm rồi nè. Đây là hạt mướp hương. Mướp hương á thì Thùy Dương bỏ cách đây cũng được 4 ngày rồi. À, nay này mầm dài lắm rồi nè. Đó, bây giờ là xương sâm long. Xương sâm long á thì nó lâu nảy mầm hơn, cho nên giờ nó chưa có nảy mầm. Còn đây á là dưa leo thái, trái thịt là lớn luôn á, Thùy Dương mới mua giống. Đó, mua giống xong đưa về trồng nha. Còn này là bí bí rắm. Bí rắm thì cái hạt nó cũng nảy mầm rồi nè. Đó, cái hạt này mầm trắng trắng này cả nhà. Đó, Thùy Dương ươm bằng cái cách này á, nó rất là nhanh nảy mầm. Còn cái này á, là Thùy Dương đang là ươm hạt ngò gai. Thùy Dương mới bỏ vô đây khoảng 3 ngày thôi mà bây giờ nó hơi bị khô nước. Đó, Thùy Dương đậy lại như vậy nè, nhưng mà bây giờ nó hơi bị khô nước cho nên nó là bây giờ phải mở ra và lấy cái bình xịt á, mình xịt vô, xịt xong rồi á mình đậy lại cái giấy bóng lại như vậy. Rồi mình đậy cái nắp này lên. Đó. Đây cũng là Thùy Dương gieo mà nó chưa có lên, tại mới bỏ vô có 3 ngày à. Cái này ít nhất cũng phải là từ 8 ngày cho tới 2 tuần thì nó có thể nó mới nảy mầm được, tại cái hạt này nó rất là lâu nảy mầm. Cho nên là bây giờ nó chưa nảy mầm, khi nào nó nảy mầm á thì Dương sẽ trở lại cho cả nhà xem nha. Còn những cái hạt giống mà đã nảy mầm rồi á, bây giờ thì Dương sẽ đưa ra, thì Dương bỏ vô đất và thì Dương trồng nha. Đó, đây là cái cách mà thì Dương ươm hạt giống đó cả nhà. Nó mau nảy mầm lắm. Bây giờ lấy ra nè. Để đưa ra trồng. Đó, nếu mà ai mà không có cái heat mat á thì mình có thể ươm hạt giống bằng cái cách này nha cả nhà. Cách này á ươm rất là nhanh luôn. Đó. Thì Dương có cái nhiệt độ đo cái độ độ để ươm á, độ ươm coi là nó bao nhiêu độ á. Nếu mà mình để nóng quá nó sẽ bị thì cái mầm của nó sẽ bị chín, mà mình để lạnh quá thì nó sẽ lâu nảy mầm lắm. Cho nên là mình phải coi cái nhiệt độ của nó để mình biết, để mình làm cho nó mau nảy mầm mà nó không có bị chín cái mầm hạt giống khi mà nó ra nữa. Đó, bây giờ thì Dương sẽ đưa ra trồng nha. Đó, đó là cái cách mà thì Dương ươm hạt mau nảy mầm mà không cần phải mua cái heat mat. Nếu mà ở nhà ai mà có cái lồng ấp như vậy nè, lồng ấp trứng gà trứng vịt á, thì mình chỉ cần bỏ cái nhiệt độ cho nó vừa phải thôi là mình có thể ươm hạt là nảy mầm rồi. Rồi, thì Dương cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Thùy Dương nha. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thì Dương chia sẻ cái cách ươm hạt giống nảy mầm nhanh ở xứ lạnh là như vậy đó. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bye bye.